Chung cư Sư Vận Hạnh bị phong tỏa vì ca dương tính, lo không có Tết. Khi một phần chung cư Sư Vận Hạnh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa vì một thanh niên thường trú tại đây dương tính COVID-19, có tiếp xúc bệnh nhân 1440, người dân ở đây lo lắng về cái Tết sắp tới. Ông Đỗ Văn Tình, 66 tuổi, một người dân sống gần chung cư Sư Vạn Hạnh cho biết: "Tối hôm qua khoảng 7 giờ tôi đang ngồi chơi thì nghe thông báo, rồi khoảng 9 giờ tối thì công an đến phong tỏa. Tôi nghe nói lô này có người vượt biên về nghi nhiễm COVID-19. Người dân được chính quyền yêu cầu phải đeo khẩu trang vì nơi này có nguy cơ bị lây nhiễm cao." Ông Lâm Nam, 54 tuổi, nhân viên vận hành thang máy tại chung cư hiện đang bị cách ly bên trong cho biết: "Hiện tại tình hình mọi người ở chung cư khá ổn, không quá hoang mang lo sợ. Chỉ mong cách ly này hết lẹ để mọi người được sinh hoạt bình thường và đón Tết dương lịch, chứ theo tình hình này chắc chúng tôi không ăn Tết được quá." Ông Nam chia sẻ. Phóng viên cũng liên lạc bằng điện thoại với một người dân đang bị cách ly tại lô B chung cư Sư Vạn Hạnh thì người này cho biết việc phong tỏa diễn ra đột ngột khiến nhiều người bất ngờ. "Chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì đã hết bị cách ly rồi. Cũng may trước đó ngày chủ nhật nên bà con cũng đi mua sắm trước đó." Khi nhận được tin cách ly, cảm giác tôi rất khó tả nhưng vẫn giữ bình tĩnh và động viên nhau vượt qua giai đoạn này, người này cho biết. Trong khi đó, bà Lâm Lệ Thu, 66 tuổi, bán giày dép bên cạnh chung cư Sư Vạn Hạnh lo rằng năm nay sẽ không có Tết bởi ảnh hưởng của việc phong tỏa để phòng dịch COVID-19. Bà Thu băn khoăn: "Bản thân tôi phải cố gắng giữ kỹ vệ sinh, cũng thấy lo lắng vì ca dương tính ở gần nơi mình sinh sống, không biết tôi có bị nhiễm không. Cách ly vậy thì ai mà dám lại mua dép của tôi nữa, không biết phải sống sao." Hiện tại mọi sinh hoạt của người dân bên ngoài chung cư Sư Vạn Hạnh và khu vực lân cận vẫn diễn ra bình thường. Người dân đều tuân thủ việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành công điện về việc phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu thần tốc truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân số 1440, kiểm soát chặt người nhập cảnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn ra rất nghiêm trọng. Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã đề ra, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, nhất là trường hợp bệnh nhân số 1440 tại Vĩnh Long. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các bộ Y tế, Công an, Quốc phòng thực hiện các biện pháp thần tốc để truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân số 1440, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Năm 2020 là một năm khó khăn chưa từng có với ngành du lịch phải đối mặt khi mà dịch COVID-19 xuất hiện. Và cũng trong khó khăn này, nhiều chương trình mới đã được Tổng cục Du lịch, ngành du lịch các địa phương thực hiện như chương trình kích cầu nội địa, người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, hay việc liên kết du lịch với các vùng mà thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng. Việc liên kết này đang tạo động lực để ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong tour du lịch Tết năm nay. Thay vì xuất ngoại vào mỗi dịp Tết, năm nay theo tình hình chung, gia đình bà Nga cũng chọn du lịch trong nước. Không tổ chức tour nước ngoài vì dịch bệnh, mùa du lịch Tết năm nay, các công ty lữ hành đã tung ra nhiều sản phẩm du lịch nội địa. Và điều này cũng khiến cho những khách hàng như bà Nga mất nhiều thời gian hơn để lựa chọn. Năm nay là không du lịch nước ngoài, nhưng mà cách tour cũng nhiều lắm, hành trình xuyên Việt này, rồi tour đặc biệt này, tour Tết này, đều rất là phong phú đấy. Thế này là cũng sự cố gắng lắm, vì năm nay có thêm cái tour mới này nè, hành trình xuyên Việt thì cũng có đi thêm những cái điểm mới á. Cho nên là thấy cũng hay thì mới rủ bạn để đăng ký để đi. Hiện nay chúng tôi đang nhìn thấy những cái tín hiệu rất là phấn khởi trong cái thị trường du lịch nội địa, đặc biệt là với cái sự cam kết của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và trong cả nước thực hiện cái bộ tiêu chí an toàn mà chúng tôi cũng cùng với Tổng cục Du lịch đang hướng tới là số hóa những cái bản đồ về các cái điểm đến an toàn và các doanh nghiệp cam kết an toàn. Thì chúng tôi nhận thấy cái niềm tin của du khách về cái sự an toàn trong các cái chuyến đi và đặc biệt là những cái sản phẩm sắp tới chúng tôi nhận thấy là hấp dẫn hơn cả trước khi chúng ta có dịch.
Theo các doanh nghiệp lữ hành, mùa Tết năm nay dự kiến sẽ là mùa cao điểm của du lịch trong nước khi không có các đường tour nước ngoài. Vì là thị trường chính để khai thác trong mùa Tết và thậm chí là có thể cả năm sau, nên rất nhiều đường tour đã được làm thêm, làm mới, kích cầu du lịch nội địa. Có được điều này phải nhờ đến sự liên kết hợp tác du lịch từ các địa phương và các doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã bỏ tập trung một cái thời gian cũng như là công sức để đi đến trực tiếp từng vùng miền, từng địa phương để chúng ta làm việc với các cơ quan quản lý du lịch ở tại từng điểm đến cũng như là các đối tác của chúng tôi ở tại từng điểm đến để kết nối lại và tạo ra một cái sản phẩm xuyên suốt từ Bắc đến Nam hoặc là từ Nam ra Bắc để chúng ta có được một cái sản phẩm mà chúng tôi gọi là sản phẩm xuyên Việt với chủ đề là tôi yêu Việt Nam. Cái kết cấu của sản phẩm thì chúng tôi cũng chia ra thành 7 chặng kết nối, gắn khích lại với nhau. Năm 2020 đã là một năm vô cùng khó khăn và cũng chính năm nay vì khó khăn mà chúng ta mới thấy rằng ngành du lịch của chúng ta đã đồng hành và đi với nhau. Thứ nhất là chúng tôi liên kết với tất cả các vùng miền, các chính quyền địa phương, đặc biệt liên kết trong ngành du lịch, hàng không. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ lên các cái chiến dịch về combo hệ sinh thái của điểm đến và của chính nội bộ cũng như ở bên ngoài. Thứ ba là sẽ linh hoạt về chính sách giá để làm sao mà phù hợp nhất với túi tiền của người dân Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với việc liên kết du lịch với các vùng, ngành du lịch kỳ vọng sẽ đưa khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương, đồng thời đưa khách từ các vùng liên kết đến du lịch thành phố. Trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ đón được khoảng 3 triệu lượt khách nội địa. Trong năm 2021, thành phố sẽ đón 32 triệu lượt khách. Trong bối cảnh hiện tại, nguồn khách nội địa chính là động lực để giúp ngành du lịch phục hồi. Năm 2020 là năm thành công của ngành nông nghiệp, trong đó nổi bật phải kể đến mặt hàng gạo. Trong năm qua, nông dân trồng lúa vẫn trúng mùa được giá, còn xuất khẩu gạo lại lập đỉnh, lần đầu tiên sau 9 năm vượt qua Thái Lan về giá. Đây thực sự là một năm rất ấn tượng đối với ngành lúa gạo của nước ta. Vụ thu đông vừa qua, dù bị ảnh hưởng bởi mưa bão, nhưng nông dân trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn có một mùa vụ thắng lợi. Năng suất bình quân đạt 5,5 tấn trên mỗi hecta, cao hơn năm trước 0,2 tấn trên mỗi hecta. Giá lúa cũng cao hơn năm trước 500 đồng trên một ký, đạt 5.500 đồng trên một ký. Tính ra, trên mỗi hecta, bà con thu về 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Được giá mà cũng được trúng lúa luôn cũng mừng. Được giá như năm nay hoài luôn là dân khỏe. Nó đạt hơn năm trước nhiều. Hiện công thì phần tôi thì tôi lời nhẹ lắm cũng từ 2 triệu. Không chỉ vụ thu đông mà hai vụ lúa chính trong năm là đông xuân và hè thu, nông dân cũng thu được kết quả tốt bất chấp hạn mặn bủa vây. Điều này không những đảm bảo vấn đề an ninh lương thực quốc gia mà còn tạo ra giá trị kinh tế lớn cho nước nhà từ việc xuất khẩu. Theo số liệu Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng qua, giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cao, xuất khẩu đạt 5,7 triệu tấn, trị giá 2,85 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10% về giá so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành gạo năm 2020 là đúng là có rất là nhiều cái khởi sắc. Về giá thì chúng ta được bán với cái giá trên thế giới là cao nhất trong 9 năm vừa qua. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khẳng định, trong tháng 11, giá gạo Việt Nam lần thứ 3 vượt qua giá gạo cùng chủng loại của Thái Lan, Ấn Độ, vươn lên dẫn đầu thế giới. Những ngày đầu tháng 12, giá chào bán gạo trắng 5% tấm của Việt Nam dao động ở mức 493 đến 497 đô la Mỹ trên một tấn, cao hơn các nhà cung cấp khác trong khu vực như Thái Lan khoảng 20 đô la Mỹ trên một tấn, gạo Ấn Độ 120 đô la Mỹ trên một tấn. Đặc biệt, lần đầu tiên sau hơn 9 năm, giá bán gạo trắng hạt dài của Việt Nam cao hơn Thái Lan, đạt 498 đô la Mỹ trên một tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý 1 năm 2021 vẫn tốt, khi thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam như Philippines, Châu Phi tiếp tục ký hợp đồng mua gạo. Kính thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở chính phủ đã khai mạc hội nghị chính phủ với các địa phương theo hình thức trực tuyến, kết nối với 63 tỉnh thành trên cả nước. Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày. Tới dự có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tăng trưởng kinh tế của cả nước có sự đóng góp từ tăng trưởng ấn tượng của nhiều địa phương mới nổi. Đây là nhân tố truyền cảm hứng cho nhiều địa phương khác vượt lên chính mình. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2020, chúng ta đã đạt mục tiêu kép
trong phòng chống COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế. Chúng ta không chỉ thành công về phát triển kinh tế, mà công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng cũng được đảng, nhà nước đẩy mạnh. Qua đó thiết lập lại kỷ cương phép nước, đẩy lùi tiêu cực, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ các cấp, từng bước làm mạnh hóa môi trường kinh doanh và môi trường xã hội. Tổng số 200.000 tỷ năm 2020 có thể được xem là năm thành công nhất trong 5 năm nhiệm kỳ của chúng ta về ý chí và tinh thần vượt khó vươn lên. Niềm tin của nhân dân đối với đảng, tương lai của đất nước, cơ đồ dân tộc không ngừng được củng cố và vun đắp. Nó cho thấy những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là những dịp bản sắc tinh thần dân tộc ta đã trỗi dậy. Thủ tướng cho biết trong 5 năm qua, nền kinh tế đã tạo 1.200 tỷ đô la Mỹ trên một nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Việt Nam liên tục nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất, trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Theo tính toán của IMF, quy mô kinh tế nước ta giờ đây đã đạt hơn 340 tỷ đô la, đứng trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tương đương hoặc vượt qua một số nền kinh tế có trình độ phát triển cao trong khu vực, kể cả một số con hổ của Đông Á. Tăng trưởng nay đã bao trùm hơn rất nhiều. Chúng ta cũng chứng kiến những con số tăng trưởng ấn tượng của nhiều địa phương mới nổi. Chính sự tăng trưởng bứt phá của các địa phương mới nổi là nhân tố truyền cảm ứng cho nhiều địa phương khác tự tin vượt lên chính mình. Tăng trưởng kinh tế nay không còn phụ thuộc nhiều vào riêng một thành phần kinh tế nào. Trong 5 năm qua, nền kinh tế nước ta đã tạo ra được hơn 8 triệu việc làm. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đánh giá tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, doanh nghiệp còn gặp khó khăn, vẫn tồn tại những nút thắt hạ tầng, nguồn nhân lực, tai nạn, ô nhiễm môi trường. Dẫu còn có thách thức, nhưng Thủ tướng tin rằng Việt Nam chưa thể trong nhóm đứng đầu thế giới về thu nhập, nhưng hoàn toàn có thể đi đầu trong một số lĩnh vực. Đây là thời điểm củng cố niềm tin, nền kinh tế, đất nước ta đang tiến nhanh về phía trước. Thay mặt Chính phủ báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, và 5 năm 2016-2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Nhiều công trình, dự án quan trọng đã được khởi công, xây dựng, hoàn thành, đưa vào sử dụng. Giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Chính phủ đặt mục tiêu cụ thể cho năm 2021, đó là tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6%, lạm phát kiềm chế khoảng 4%. Thưa quý vị, sau đợt mưa lũ vừa qua, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát trở lại ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trước thực trạng đó, thì các hộ chăn nuôi tại tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan. Cho đến nay, thì các cơ quan chức năng đã cơ bản kiểm soát, khống chế được các ổ dịch và tiếp tục triển khai các biện pháp để phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, mỗi ngày ông Huy đều tiến hành vệ sinh chuồng trại, theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của đàn lợn. Bên cạnh đó, chủ trang trại này cũng tiến hành phun khử trùng môi trường thường xuyên và không cho người lạ ra vào khu vực chăn nuôi. Trang trại chúng tôi thì cũng áp dụng tất cả các biện pháp, chẳng hạn như là trước mắt là phải an toàn sinh học, người vào người ra kiểm soát, xe cò đi vào thì phải cẩn thận, tiêm đủ các loại vaccine, tăng sức đề kháng cho con lợn để tăng thêm cái sức đủ khỏe cho lợn lên thì để phòng chống các loài dịch bệnh khác. Công tác kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển gia súc cũng được siết chặt. Tại trạm kiểm dịch động vật Hồng Lĩnh, tất cả các phương tiện chở gia súc qua đây đều được truy xuất nguồn gốc, phun tiêu độc khử trùng trước khi lưu thông. Các cán bộ thú y cũng tham gia vào công tác tiêu hủy lợn nhiễm bệnh, đảm bảo các quy trình phòng dịch. Chúng tôi cùng là chủ động về nhân lực, vật lực cũng như các cái trang thiết bị và thuốc sát trùng để khử trùng tiêu độc 100% phương tiện vận chuyển qua và đi vào địa bàn của tỉnh. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 12 xã thuộc 4 huyện có dịch chưa qua 21 ngày. Cơ quan thú y Hà Tĩnh đã cấp hơn 1.000 lít hóa chất để người dân phun tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi. Ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người dân ở các vùng dịch không nên tái đàn trong thời điểm này. Tiếp nối thành công từ các dự án đã được Property X tung ra thị trường trong năm nay tại các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Thái Nguyên, Biên Hòa Universe Complex do Hưng Thịnh Land phát triển và công ty cổ phần Property X tiếp tục phân phối ra mắt dự án sở hữu vị trí đắc địa mặt tiền xa lộ Hà Nội ngay trung tâm thành phố Biên Hòa,
giúp cho cư dân dễ dàng trải nghiệm trọn vẹn nhịp sống sôi động của đô thị sầm uất bậc nhất ở tỉnh Đồng Nai. Dự án này còn thừa hưởng lợi thế từ hạ tầng cơ sở hoàn thiện kết nối các trục giao thông huyết mạch liên kết giữa Nam Trung Bộ, Tây Nguyên với cửa ngõ phía đông của thành phố Hồ Chí Minh. Tại Biên Hòa Universe Complex thì cư dân sẽ được tận hưởng các tiện ích nội khu được đầu tư bài bản như hồ bơi, công viên, khu thể dục dụng cụ, sân thể thao đa năng, tổ hợp trung tâm thương mại. Ngoài ra thì cư dân ở đây còn được thừa hưởng những tiện ích nổi bật tại khu vực, góp phần mang đến những trải nghiệm tuyệt vời về một cuộc sống đẳng cấp và hiện đại.